anh khôi xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya quý vị và các bạn thân mến trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay anh khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ông tú của tác giả lê thị xuyên hy vọng quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thoải mái đừng quên ấn like đăng ký kênh cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé dường như cái tư tưởng gần mực thì đen đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân làng cao sơn vô tình biến ông tú chẳng những cô đơn mà còn trở thành người cô độc trong làng đừng đi qua đó tao cảnh báo trước rồi đó mày sợ gì chứ hàng ngày bọn mình vẫn đi qua con đường đó có sao đâu ờ nhưng hôm nay thì có sao đấy mày chưa biết gì hả biết gì thì ông tú tù đó ông ấy mới đi tù về mẹ tao dặn đừng có lại gần ông ấy nếu không nhưng ông ấy cũng là người mà tao tin ông ấy không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu mặc cho thằng lập ngăn cản với đủ lý do thì tân vẫn mạnh dạn bước trên con đường bờ ruộng nhỏ hẹp quen thuộc dẫn lối vào dưới bóng cây hồng bì già giáp cánh đồng đây là địa điểm mà tân và hội bạn vẫn thường lui tới mỗi khi đi chăn bò nhiều nhất vẫn là mùa hè thời điểm cây hồng bì vào mùa rộ quả mỗi ngày sẽ có một đến hai đứa được giao nhiệm vụ hoặc ngồi dưới gốc cây, hoặc vắt vẻo trên cành cây canh giữ an toàn cho cây suốt mùa quả chín. Sáng nay, đến phiên thằng Tân làm nhiệm vụ, vẫn như thường lệ, nó thoăn thoắt bước từng bước dài, miệng cười tí toét, bụng hí hừng mừng thầm khi nghĩ đến những chùm hồng bỉ căng mọng, chua thanh ngọt ngọt sắp sửa vào vựa thu hoạch, mãi nghĩ đến thứ quà mà cả bọn giày công canh quản. Tần quên cả lời cảnh báo của thằng Lập khi nãy cho tới khi chân bước hụt cả người nằm bất động trên mặt ruộng nước loang loáng nó kêu lên một tiếng á rồi loay hoay không biết đứng dậy thế nào đang lúc mặt mũi dính đầy bùn đất cố gượng dậy chưa xong bỗng đôi bàn tay chắc nịch nhấc bổng nó lên rồi nhẹ nhàng đặt nó ngồi xuống bãi cỏ mềm một giọng nói ồm ồm cất lên cháu nhắm chặt mắt lại để ông rửa sạch bùn cho đã tân nghe giọng là lạ thì lập tức trong lòng phỏng đoán đấy chính là ông tú mà thằng lập đã nói Mắt nhắm tịt nghe lời nhưng Tân vẫn không quên tò mò hỏi. Ông ơi, ông có phải là ông Tú không ạ? À? Người đàn ông, tay vục nước từ dưới ruộng lên rửa mặt, rửa chân tay cho Tân. Lát sau mới chậm rãi đáp. Sao cháu biết tên ông? Dạ cháu nghe bạn cháu nói nên cháu đoán ạ. À? Người đàn ông không nói lại, chỉ cười thành tiếng rồi vui vẻ bảo Tân. Được rồi, bây giờ thì cháu có thể mở mắt ra. Tân hấp háy đôi mắt rồi từ từ mở ra dù hai mắt vẫn còn cay xè vì bùn đất nhưng nó vẫn nhìn rõ hình ảnh người đàn ông ngồi trước mặt mình dáng người cao to lực điền đầu chọc nhẵn khuôn mặt giả đanh khô quắt ông mặc chiếc áo ba lỗ đen sát nách chiếc quần lửng màu cánh rán đã sờn để lộ hình xăm rồng phượng chằng chịt trên hai cánh tay đôi mắt của người đàn ông chằm chằm nhìn tân khiến thằng bé ban đầu có hơi run sợ nhưng sau đó thấy ông mỉm cười chiều mến Ân cần hỏi han thì nó lại cảm thấy không hề sợ sệt nữa. "Cháu cảm ơn ông đã cứu cháu." "Không có gì đâu cậu bé. Cháu không sao là tốt rồi. Từ nay đi đứng phải cẩn thận là được." Tân mỉm cười, ra dạ một tiếng rồi cứ thế nhìn ngắm khuôn mặt người đàn ông đã giúp đỡ mình. Rõ ràng Tân thấy ông Tú rất thân thiện và dễ gần chứ không như thằng Lập đã nói rằng ông rất đáng sợ. Sau lần trò chuyện đầu tiên, Tân bỗng thấy quý mến ông Tú. Dẫu chưa biết rõ tường tận lý do vì sao ông Tú lại đi tù, thế nhưng nó tin ông không hoàn toàn là người xấu. Tân đem chuyện được ông Tú giúp đỡ, kể lại cho bọn thằng Lập, thằng Tăng, con tình nghe thì đứa nào cũng há hốc miệng ngạc nhiên. Rõ ràng người lớn trong làng đều dỉ tai nhau nói thế. Nghe Tân kể về ông Tú, cả bọn đều tò mò muốn được gặp ông. Chúng hẹn nhau, sau khi thành công trốn giấc ngủ trưa mà không bị người lớn phát hiện, cả bọn sẽ tụ tập tại cây hồng bì. Đúng giờ, từ nhiều ngả đường trong làng, bốn đứa đã tề tựu Cả bọn đi theo sau thằng Tân. Vừa đi giọng Tân vừa chắc nịch, kiểu gì ông Tú cũng đang ở đó. Từ xa, Tân đã nhìn thấy bóng dáng ông Tú đang ngồi dựa lưng bên gốc cây hồng bì. Nó chỉ tay về phía ấy, khuôn mặt hí hừng như muốn khẳng định rằng lời tiên đoán của mình là chính xác. Rồi cả bọn vừa đi vừa chạy, thoát kế có mặt dưới bóng cây xanh mát. Ông tú ơi, đây là các bạn của cháu. Thằng lập, thằng tăng, con tình, cả ba đứa lấm la lấm lét nhìn tân giới thiệu tên mình rồi nhìn sang ông tú nửa khép nép nửa dò xét phản ứng của ông. Ông tú xoa đầu từng đứa rồi ra hiệu cho chúng ngồi xuống khoảng đất trống dưới bóng cây mát rượi. Tức thì đứa nào đứa nấy miệng tí tét cười, ngược thở phào nhẹ nhõm. Tất cả cùng ngồi xuống quanh ông tú. Thằng tân hiếp mí cười, ông ơi. Ông kể về tuổi thơ của ông cho chúng cháu nghe được không ạ? À? Ông kể đi ông. Cả bọn đồng thanh, bốn cặp mắt cùng đổ dồn về phía ông Tú như năn nỉ như chờ đợi. Ông Tú buông cái nhìn ra khoảng nắng giữa đồng rồi quay về phía bọn trẻ ngồi trước mặt mình, mỉm cười và gật đầu. Ngọn gió đồng thổi qua khiến khóe mắt người đàn ông chạc ngoài năm mươi có gì đó cay cay. Rồi bỗng chốc, cả khoảng trời thơ ấu của ông Tú hiện về rõ mồn một. Ngày bằng tuổi bọn thằng Tân bây giờ ông Tú là đứa trẻ bất hạnh. Cha mẹ ông bị xét đánh chết khi đang mỏ cua bắt ốc ngoài đồng giữa trời mưa rông. Khi đó, ông vừa tròn 13 tuổi, còn em trai ông mới lên 10. Cha mẹ chết, hai anh em sống vật vờ, nhờ có xóm giềng giúp đỡ được một thời gian, đi qua được cái tao đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, trong làng Cao Sơn ngày ấy, nhà nào cũng khó khăn, cũng đói khổ cả. Anh em ông chẳng thể cứ viên mãi vào sự yêu thương, đun bọc của mọi người. Không muốn trở thành gánh nặng cho xóm giềng, ông cùng em trai học cách tự lực cánh sinh, cáng đáng nuôi nhau. Hồi ấy, ông Tú dù tuổi còn nhỏ nhưng đã biết quan tâm, chăm sóc em trai thay cha mẹ. Hàng ngày, hai anh em đi mỏ cua bắt ốc đổi lấy tiền đong gạo. Vào mùa, bất kỳ ai thuê mướn việc gì, hễ làm được, ông Tú đều nhận. Khi cuốc ruộng, làm cỏ, vác lúa, khi chăn vịt, cắt cỏ, hái củi, ông đều thạo việc, thương em trai, dù trải qua bao gian khổ, ông Tú cũng không quản ngại. Trong khi bạn bè cùng trang lứa được cấp sách tới trường thì ông Tú đã phải bươn trải với đủ nghề để mưu sinh. Những tưởng nỗi bất hạnh của anh em ông như thế đã là giới hạn cuối cùng. Ai ngờ, cuộc đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Em trai, người thân duy nhất và cuối cùng của ông cũng rời bỏ ông mà đi sau tai nạn giao thông trên đường đi học về ông Tú lâm vào tuyệt vọng. Sự mất mát lớn lao khiến ông không còn đặt niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trong cơn bí cực ấy, ông đã bất cần, buông xuôi tin và nghe theo đám người xấu vì mong muốn đổi đời, đổi vận mệnh. Ở cái tuổi ngoài 20 xuân xanh căng tràn, ông Tú đã cầm đầu băng nhóm buôn bán vũ khí và gây ra cái chết thương tâm cho bao người vô tội. Cuối cùng ông đã phải trả giá cho sự mê muội ngông cuồng của mình bằng cái án tù hơn 30 năm. Ngày ông Tú đi tù, cả làng Cao Sơn ai cũng bất ngờ. Họ chẳng thể tin một người hiền lành như đất, chất phác, lực điền luôn sống và nghĩ cho người khác như ông Tú lại dễ dàng xa chân vào con đường tội lỗi như vậy. Thế nhưng, một khi đã vướng vào vòng lao lý thì dù sớm hay muộn cũng phải chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Ông Tú đi tù, người trong làng lấy đó dặn dò con cháu, chưa có dại dột mà đi theo con đường ông Tú đã đi, nếu không muốn phải ngồi trong song sắt nhà giam để rồi mất đi cả đời người. Thời gian trôi đi, ít ai còn nhớ ông Tú đã từng là một thành viên của làng Cao Sơn. Cuộc sống của người dân quê bên trong lũy tre, bờ đê, gốc lúa cứ thế hồn hậu, bình yên cho đến khi ông Tú trở về lại làng vào một buổi chiều chập choạng. Sự xuất hiện của ông Tú ở làng khiến câu chuyện hơn 30 năm trước lại được đào xới lại đám trẻ con như tụi thằng tân sinh sau đẻ muộn được phen mắt tròn mắt dẹt cha mẹ chúng lúc nào cũng nhắc chúng phải tránh xa ông tú như tránh xa cái xấu kế ác dường như cái tư tưởng gần mực thì đen đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân làng cao sơn vô tình biến ông tú chẳng những cô đơn mà còn trở thành người cô độc trong làng dẫu ông tú đã cải tạo quy chính và biết ăn năn hối lỗi nhưng vẫn chưa được nhiều người trong làng bao dung tha thứ bắt đầu con đường hoàn lương trên chính mảnh đất quê cha đất tổ, trong chính ngôi nhà cha mẹ để lại và hai anh em ông từng ra vào rau cháo nuôi nhau với chính cái nghề gia truyền mỏ cua, bắt tép, ông Tú những mong nửa đời còn lại của mình được sống trong yên bình. Ông Tú chẳng giấu giếm bọn thằng Tân bất cứ điều gì khi kể về tuổi thơ và nguyên do tù tội của chính mình. Ông còn ân cần bảo, đấy, đấy là toàn bộ cuộc đời của ông 50 năm qua. Các cháu hãy nhớ, phải biết nghe lời cha mẹ ngoan ngoãn chăm chỉ học tập để sau này thành người tốt chứ đừng như ông lúc hối hận ăn năn thì cũng đã muộn màng ông tú nhìn thấy ở lũ trẻ là nghe lời thì vui lắm gần đến giờ đi răng lưới ông tú nhổm dậy tay cầm cây sào lớn giơ lên hái liền mấy chùm hồng bì chín mọng xuống và phân phát cho từng đứa nghe ông bảo cây hồng bì này có niên tuổi chẳng kém tuổi của ông hiện tại là mấy tức thì đứa nào cũng ồ lên kinh ngạc Chúng lại muốn được nghe ông kể chuyện về cây hồng bì, muốn biết tuổi thơ của ông có giống với bọn chúng bây giờ không. Ông Tú cười khà, hẹn lũ trẻ hôm sau sẽ tiếp tục câu chuyện. Thế là sau khi nhìn theo bóng ông Tú xa dần giữa cánh đồng, cả bọn họ lên sung sướng, vừa nhâm nhi hồng bì trên tay, vừa mong đợi thời gian trôi thật nhanh đến trưa mai lại được nghe ông Tú kể chuyện. Ngày nào cũng vậy, hội thằng Tân, thằng Lập, con Tình cũng đều tìm đến dưới gốc hồng bì tụ họp, không đơn giản vì tình bạn với cái cây với mùa quả chín mà là vì ở đó có ông tú những câu chuyện tuổi thơ của ông tú gắn với cây hồng bì và mảnh hồn làng cao sơn thân thương khiến đứa nào cũng háo hức mong ngóng được nghe được biết rồi chúng nhắn nhủ nhau phải biết yêu gia đình bạn bè làng xóm và cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người có ích trưa nay thằng tân đem theo mấy củ khoai luộc thằng lập thì đem túi mận xanh con tình thì mấy quả ổi chín chúng còn rủ thêm mấy đứa bạn trong làng vừa mới quen, trên tay đứa nào cũng tay sách nách mang lình kỉnh quả này thức nọ. Gặp ông Tú, chúng đã lanh lẹ bảo, bố mẹ chúng bảo mang theo ăn cùng với ông và bạn cho vui. Thế là, dưới cái nắng rực rỡ ngày hè, dưới bóng cây hồng bì cổ thụ, ông Tú cùng đám trẻ làng lại dâm gian chuyện trò. Nào chuyện xưa tích cũ ông Tú thuộc lầu, nào chuyện này chuyện nay bọn thằng Tân năm lòng. Cứ thế, tình bạn giữa ông Tú và những đứa trẻ ngày một thêm thân thiết. Các bạn thân mến, tiếp theo chương trình đọc truyện ngày hôm nay, mời các bạn cùng dành thời gian lắng nghe chuyện ngắn đằng sau cái tát. Chị ngồi tô son trước gương, thi thoảng chị dừng lại nghe ngóng rồi lại thở dài tiếng tivi ngoài phòng khách vang lên những tiếng la hét ầm ĩ của một trận bóng đá chị đoán là anh lại đang dán mắt vào đó nghĩ trong đầu như vậy chị cười khẩy bỗng dưng chị thấy khó chịu với cái sự nhàm chán của chồng chị khoác thêm chiếc áo rồi đi ra khỏi nhà đi ngang qua phòng ngủ của con chị dừng lại khi thấy cánh cửa phòng khẽ mở chị ngó đầu vào bên trong và nhìn thấy anh anh vặn nhỏ chiếc đèn ngủ kéo chăn đắp ngang người con rồi hôn nhẹ lên trán con bé. Bất giác chị cảm thấy chạnh lòng ganh tị đôi chút. Chị ra ngoài phòng khách và nhận thấy anh đã cho nhỏ tiếng tivi từ bao giờ. Vẫn là trận đấu bóng đá nhưng nhưng anh gần như chỉ xem hình mà không nghe tiếng. Anh không muốn làm con thức giấc. Muộn rồi em còn đi đâu vậy? Chị đưa tay nhìn đồng hồ rồi thản nhiên. Mới 10 giờ làm gì mà muộn. Ai như anh lúc nào cũng ru rú ở nhà. Em có biết con bé cần có em không mà lúc nào cũng đi như vậy con đang tuổi lớn con cần em em không thể chôn vùi cuộc sống của mình trong cái nhà này mỗi tối được em cũng cần phải có những hoạt động riêng cho mình tối nay em đi tiệc với lớp khiêu vũ buổi tối em về muộn anh đừng chờ con sốt anh không muốn em đi em ở nhà một hôm thì đã sao chị thản nhiên anh bởi bao lâu nay anh vẫn nói vậy nhưng rồi lại mặc kệ khi nhìn chị bước ra khỏi nhà Chị lặng lặng cầm chiếc điện thoại rồi bấm số, coi như không nghe thấy lời anh vừa nói. La nà, đến đón mình nhé, mình đợi ở đầu ngõ nha. Chị bước gần về phía cửa mà không hề nhận ra rằng đôi tay anh đang nắm lại và run lên vì giận dữ. Em đứng lại. Chị vẫn không ngừng bước về phía cửa. Anh nói, em đứng lại. Tới lúc này, chị mới ngây người ra khi nghe thấy sự bực tức toát lên từ câu nói và ngữ điệu của anh. Với vẻ mặt đầy khó chịu, chị bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu từ tốn tháo giày rồi bước vào nhà anh không có quyền cấm tôi tôi cũng có phải có những tự do cá nhân của riêng mình chứ đã bao giờ anh cấm đoán em trong những cuộc vui chơi chưa nhưng hôm nay con ốm và anh muốn em ở nhà để làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ chị nhếch mép cười với thái độ khinh thường chồng ra mặt nếu thế anh nên học cách làm tốt trách nhiệm của một người chồng người cha đi anh kiếm ra nhiều tiền chí ít là bằng tôi đã bất tài thì đừng lên mặt anh tát một cái vào má chị mắt anh ánh lên sự giận dữ và bất bình nhưng ngay sau đó nó trùng xuống có lẽ anh cảm thấy có lỗi bởi bao năm qua anh chưa từng một lần to tiếng với vợ chứ đừng nói là dùng vũ lực trong đời anh phải đánh vợ nghĩa là anh đã bất lực với cuộc sống hôn nhân của mình chị đưa tay sờ lên gò má vừa bị tát một cái bỏng rát nhưng chị không khóc chị nhìn anh đầy thách thức và nói anh giỏi lắm đã bất tài lại còn đánh vợ có người đàn ông nào như anh chưa chị chạy ra khỏi nhà chẳng cần mũ bảo hiểm chị vẫy một chiếc taxi ngồi trên xe chị không biết mình sẽ đi đâu đã gần chục năm rồi anh chị lấy nhau từ một tình yêu đẹp thời sinh viên cuối cùng thì cuộc hôn nhân này biến thành điều gì chị luôn cảm thấy bất mãn vì chồng không làm ra nhiều tiền chị là người phụ nữ thành đạt chị ra ngoài và gặp những người đàn ông mở miệng là nói tới bạc tỷ, vì thế mà chị âm ỉ giận, giận vì chồng lúc nào cũng ôm khư khư cái cuộc sống êm đềm nhưng chị thích cuộc sống hào nhoáng và sung sướng hơn thế. Chị lướt nhanh lại quãng thời gian đã qua, quả là anh đã thay chị làm người vợ trong nhà, tan làm anh về sớm đón con, anh nấu cơm, anh dọn nhà, anh cho con ăn, anh dỗ cho con ngủ, còn chị chị quen với việc trở thành người của xã hội hơn là gia đình mọi người thấy chị sướng khi có chồng đảm đang tháo vát nhưng chị thì thấy chán nản coi thường khi chồng không phong độ như người ta nước mắt chị cứ thế lăn dài bao năm rồi chị chưa từng bị chồng đánh chị có cảm giác tức tối nhưng cũng nuối tiếc một thời tình yêu mê đắm hình như anh vẫn vậy nhưng chỉ có chị là khác chị không còn cảm thấy cần được yêu thương từ anh thêm nữa anh ngồi trong phòng khách một mình anh tắt điện và để cho bóng tối bao trùm lấy mình. Anh nghĩ về những lời vợ nói, về cuộc hôn nhân này và về những gì đã qua trong suốt 10 năm qua. Anh khóc, giọt nước mắt của người đàn ông đã rơi. Chị trở về nhà vào lúc 2 giờ sáng. Thấy chị về nhà, anh lao ra mở cửa. Anh không nói một lời nào, chỉ lặng lặng đóng cánh cổng lại. Chị đoán anh biết lỗi nên mới làm như vậy. Chị vẫn làm như bộ mình không có chuyện gì. Chị đi thẳng vào phòng ngủ rồi chốt cửa chị biết thế nào đêm nay anh cũng chẳng vào phòng chị muốn làm như thế để chứng tỏ cho anh biết rằng chị không muốn có sự xuất hiện của anh trong căn phòng này nhưng chị chờ chờ mãi gần một giờ đồng hồ qua đi chị nhìn điện thoại thấy báo ba giờ sáng chị rón rén mở cánh cửa phòng và nhìn ra phòng khách anh không hề ở đó chị giật mình chạy vội lại chị bật điện lên và thấy trên bàn một tờ giấy đặt ngay ngắn thương gửi em anh biết bao năm qua em cảm thấy bất mãn vì có một người chồng không kiếm ra nhiều tiền như em mong đợi anh biết đó là lỗi của một người đàn ông như anh nhưng em ạ à, ngôi nhà lúc nào cũng cần phải sáng đèn căn bếp cần có người thắp lửa nếu em là người phía bên ngoài cánh cửa thì anh phải là người lùi lại bật công tắc đèn làm cho bếp luôn ấm vì chúng ta là một gia đình vì con cần có người bên nó sẽ ra sao nếu chúng ta cùng ra ngoài và căn nhà này luôn khóa chặt anh dám chắc nó lạnh lẽo chứ không còn là một tổ ấm. Lúc đó anh sợ rằng em có mang tiền về thì căn nhà vẫn lạnh lẽo và u ám. Anh chỉ nghĩ rằng nếu có một người đã bay trên bầu trời như một con diều no gió thì cần có một người làm sợi dây níu nó về với mặt đất. Anh đã chấp nhận là người lùi lại. Nhưng em luôn cầu toàn một điều gì khác nữa, có lẽ là nhiều hơn những điều anh có thể. Chúng ta nên dừng lại, đó là cách để em không thấy lòng mình bất mãn và để anh không cảm thấy mình mệt mỏi nếu chúng ta chỉ mang lại những tổn thương và không bằng lòng cho nhau đó là lúc con tim đã hết yêu rồi em ạ à. đơn anh viết và ký sẵn rồi còn chờ em nữa thôi tạm biệt em anh đã đợi chị về nhà rồi anh mới ra đi chị bật khóc khi nghĩ ra việc anh đã cố gắng làm tròn trách nhiệm giữ hơi ấm cho căn nhà này tới cùng chị bật điện sáng căn phòng khách và ngồi mong đợi anh, chị đoán sáng hôm sau hết giận rồi anh sẽ về, bởi chị luôn coi anh là vật thuộc quyền sở hữu của riêng chị, nhưng trời mỗi lúc một sáng mà anh đã không trở về. Bất giác chị nhìn lại một lượt quanh nhà và cảm thấy thiếu vắng, một cảm giác trống trải, lạnh lẽo lạ thường. Tiếp theo chương trình đọc truyện đêm khuya, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn mùi của đàn bò của tác giả Trần Huyền Trang. Trước khi trời sập tối, từng dáng rỡ nốt những thanh gỗ mục quay quanh chuồng bò. Chúng đã ở đây mấy chục năm, hứng mưa hứng nắng, chưa thân chống đỡ những cơn hứng sảng bất ngờ của bầy bò, dàng chân tụi nó lại giữa đêm hôm. Trước khi có chuồng, bò được cột vô bụi tầm vông sau nhà. tai bò nhại Hễ khuya nghe tiếng xe của ông nào nhậu đêm về ngang là chúng bứt dây dí sảng. Má con từng nhiều phen phải móc sạch túi đền thuốc thang cho ma men xóm. Vậy mà từng cũng không hề trách móc bày bỏ câu nào. Từng chỉ biết cười khề khả như ông già. Mà từng thì chắc cũng đã già. Già từ lúc biết lon ton theo sau nắm đuôi bỏ giật cho nó đi nhanh. Mẹ đỡ cực khi phải hò hét bày bỏ nhờ nhơ. Má nói, nhận đền bù xong, lên đất chợ, mẹ cất căn nhà lớn rồi từng cưới vợ về ở nghen từng thờ ơ chi vậy má mẹ trợn mắt cưới vợ về sinh con cho mày chứ chi không thèm vợ con hả con từng không ừ hử gì lặng lẽ xách xe đạp đi chợ từng biết đi chợ từ lúc nó nhảy lưng bò rành giọt thuần thục đến mức con bò nào bị nó nhảy lên lưng cũng ngoan ngoãn bước đều ra đồng không dám hó hé chống đối từng biết lựa bó rau nào ngon thịt cá phần nào tươi tháng nào khắc nghiệt quá, bò thì chưa đến lứa xuất chuồng. Mẹ con từng ăn uống rẻ chừng nhưng chiều nào bầy bò cũng được phần cỏ xanh non mướt mát. Những lứa bò lớn phồng phao đều nhờ từng mát tay nuôi, hay nhờ cái tình của nó. Mẹ nghĩ vậy, bởi nếu từng không có tình thì má chắc gì giờ được thành thơi nằm võng nghe cải lương chùi nước mắt ủ ê cho số phận mấy cô đào. Biết đâu nước mắt đó sẽ dành để khóc cho chính mình. Hồi bố từng đi, ông không ngoảnh đầu lại lần nào nhìn cái nơi thung thùng nước đái bò. Thậm chí, mỗi năm từng lớn khôn thêm chút, nghe tin ông ở chỗ nào cũng dò la tới kiếm, bị ông đuổi thẳng thừng. Tào ngay cái mùi bò của mẹ con mày lắm rồi, giang ra đi. Mấy đứa con sau này của bố trắng trẻo thơm tho, nhìn từng đầy dấu hỏi, từng lùi thủi về, tay nó gồng như muốn thoi nắm đấm. Mẹ không khóc, trừ lúc coi cải lương, nào giờ mẹ không có khóc, kể cả lúc ba đi biệt chỉ có từng ôm đầu bò khóc nức nếu không nhờ tiền bán đàn bò khăm khẳm chắc gì bố có mấy bộ đồ tây sang trọng mặc đi làm ăn mà thôi từng chỉ nghĩ đơn giản là mình vẫn còn có mẹ có đàn bò vậy là đủ đầy hai mẹ con cứ vậy mà trôi qua theo tháng năm dù tháng năm có vương mùi khăm khẳm lúc bán đàn bò cuối cùng từng lại khóc một trận tưởng trôi sông giạt chợ không hỏi nhưng má biết sao nó khóc mẹ lặng lẽ dọn quét cái sàn đất còn ướt nước đái bò, gom hết cỏ thừa cùng mớ ván gỗ đem đốt. Tất cả thành đống cho tàn nhưng mùi bò vẫn ngai ngái len vào tận giấc mơ của hai mẹ con. Hôm dọn đổ lên xe tải chuyển nhà, từng quỳ sụp chỗ chuồng bò vái lạnh. Thời gian và tiền bạc khiến người ta phải đứt đoạn với quá khứ. Rồi cái nhà của hai mẹ con cùng cái chuồng bò nay mai sẽ là một mảnh nào đó trong cái công viên rộng 36 hecta lá phổi xanh của một thành phố thu nhỏ đầy ấp nhà cao tầng lộng lẫy xuyên vòm trời. Mẹ con từng sẽ không tìm được miếng bùn đất nào từ nơi này nữa, đừng nói là mùi bò. Hôm ký sổ nhận tiền đền bù, mẹ con từng ngồi thử ra cả buổi, quên cả ăn uống. Không phải vì số tiền quá lớn biến má con thành tỷ phú. Chân má, chân từng đều đã nước già một phần da thịt đã vùi lại đâu đó trên những mảnh ruộng nhão nhoẹt này. Tim ốc từng cũng ám nghẹt mùi bùn đất, mùi cỏ, mùi bò. Nhưng rồi từng cũng buộc phải làm quen với cái mát người thành thị, cũng tập tành làm ăn, bán buôn các kiểu. Lạ lùng là, đêm ngủ từng vẫn hay mơ mình rong ruổi sau lưng bầy bò. Chúng nện những chiếc móng cồm cộp trên mặt đường nhựa, thùng thỉnh giật thoát nhảy lên vỉa hè khi nghe tiếng còi xe hơi, ngơ ngác, quáng quàng có tiền, mẹ từng vẫn thấy buồn. Mới hôm nọ, từng thẳng thừng từ chối cô gái cùng xóm năm xưa má chấm làm dâu. Con người ta ngon lành vậy, sao bị chê? Cứ vậy, tới chết chắc mẹ cũng chưa có dâu. Mẹ đâu biết, mẹ giận một, từng giận mười. Cái người đó, hồi xưa từng từng một lần hỏi ướm chuyện cưới xin. Cái người đó, không ừ không hừ, chỉ hỏi, chắc anh cũng có cái ghen của bố. Cha nào còn nấy mà, câu hỏi đó đã chặn đứng cơn thèm vợ của từng sau này từng mới biết người ta chê từng có mùi bò chê từng nghèo nên mới vòng vo mỉa mai qua chuyện bố từng giờ từng ở nhà lầu thành thị dân chắc người ta nghĩ từng nhờ đồng tiền rửa sạch mùi bò nên tìm đến nhắc chuyện cưới xin nhắc tới bố không dưng từng nhớ cái chuồng bò lần cuối cùng từng tìm bố ông phá sản gần như trắng tay cùng vợ con rời đi biệt tích nhớ bố từng chỉ còn biết tìm về cái chuồng bò, dù đã muốn quên nó lắm. Từng về liền trong buổi chiều hôm đó, cái chuồng bò nhà từng giờ là cái bồn hoa khổng lồ, rực rỡ trong công viên lúc nào cũng dập dìu người ra hóng mát. Từng ngồi ghế đá, gió mát lùa những ký ức xưa cũ ùa về. Trong cơn mơ ngủ, từng thấy bố sắn tay áo ôm từng bó cỏ cho bầy bò ăn, thong rong. Từng còn được bố xoa đầu đầy chiều mến, chứ không phải kêu từng giang ra đi rồi giấc mơ của từng tan ra dưới dáng chiều đỏ ối mắt người đàn ông đứng trước mặt từng cũng đỏ hoe từng run lên tay người đàn ông cũng run lên ông không nghĩ đến gần cuối đời mình còn tìm lại được đứa con mà ông hắt hủi bấy lâu trong dáng chiều ông khóc Tiếp theo chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, anh Khôi xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ngắn sương chiêu lầu thi của tác giả Quốc Bình. Mời quý vị và các bạn cùng dành thời gian lắng nghe. Tôi và Trình chẳng biết gì về nhau trước đó, cả hai đứa va vào nhau trong chuyến đi tây bắc những ngày trạm thu giữa những cơn ngột ngạt, ngổn ngang mùa Covid. Tôi cần lắm một hơi sâu mùi của núi rừng. Còn Trình, tôi đoán cậu ấy muốn giải thoát một nỗi buồn linh cảm ấy xuất hiện ngay lần đầu gặp khuôn mặt trình có lớp xương mờ lần khuất mà tôi đã thấy ở vài người bạn xung quanh những người tài năng mạnh mẽ nhưng đơn độc thi thoảng họ lại kể về những giấc mơ nơi họ thường lạc lối trong những tinh cầu xanh xám rồi giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm về sáng khi ấy một nỗi buồn cô đơn vô tận sẽ xâm chiếm bùa vây và ngay khoảnh khắc đó họ chỉ mong ước được tan ra biến mất trình thường lãnh mọi người ngồi bất động nhìn về một vùng trời vô định, chẳng buồn nhấc tay xua lớp xương đang răng ngang mặt. Tôi đổ rằng cậu ấy đã mệt, dù trước đây chắc hẳn loay hoay rất nhiều mà không sao xóa tan lớp xương ấy. Qua vài câu hỏi thăm đứt gãy, tôi biết Trình vừa ly dị vợ và có một bé gái 5 tuổi. Chiều hôm ấy, chiếc xe của Trình ngập trong lầy lội với sình văng lên tận tóc. Con đường vào lưng núi chỉ 13 km mà không biết bao lần phải lội bộ, ngã xe rúi rụi, bỏ xe máy ở lưng chừng núi, chúng tôi quyết định leo các bậc dốc ngược lên đỉnh cách đó khoảng hơn 800 mét. Trên đường leo, những thửa ruộng bậc thang lại mở ra. Tại sườn núi một phụ nữ mông đang dùng lưỡi cuốc chim cuốc những nhát tóe lửa vào vách đá tai mèo. Cạnh bên, đứa bé chừng bốn, năm tuổi trần chuồng ngập trong nước vừa tự chơi với xô đất đen, vừa nhìn mẹ đục, cậy, lách các phiến đá, chắt chiêu từng hốc lõm để có thể nhét thêm ít đất gieo thêm vài hạt giống ngô. Hơn cả tiếng len lỏi giữa những cơn gió hun hút và tán cây rừng, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân tới đỉnh núi. Một đại cảnh hư ảo mở thanh thang trước mắt. Đã săn mây khắp các đỉnh vùng Tây Bắc nhưng biển mây ở đỉnh Chiêu Lầu Thi ngọn núi cao 2402 mét so với mực nước biển thuộc dãy Tây Côn Lĩnh của Hà Giang vẫn cho tôi cảm giác khác lạ và choáng ngợp khi nhịp thở hồng hộc qua đi tôi hít thật sâu hơi lạnh của sương mùi hăng hắc ẩm của lá rừng xa xa ai đã lấy chiếc cọ màu nước quệt ngang bầu trời một vệt loang màu lửa gió đang cuộn khói bốc lên đẩy những thác mây tuôn ra thong dong nhấn chìm những ngọn cây nhanh chóng lấp đầy thung lũng khu rừng hoang lạnh những sóng mây ấy cứ cuộn trồng lên xô vào các đỉnh núi rồi theo gió trôi miên man về phía chân trời đang cháy dưới kia mây đã quấn quanh các thân cây cổ thụ trồi lên từ vách đá của khu rừng tống quá sủ. Theo tiếng dân tộc mông, sủ là cây, tống là đông, quá là qua. Những cây cổ thụ sống qua mùa đông ấy như vừa xoay ngược, đưa cả bộ rễ lên bám víu nền trời. Trong thời khắc sắp tới, khi phải đi qua mùa đông khắc nghiệt, chúng sẽ tự giết một phần thân nhánh để đứng vững, tồn tại, đợi hồi sinh ở mùa xuân như vòng lặp ngắn của kiếp luân hồi trời sập tối rất nhanh, biển mây giờ đã đông cứng lại thành động băng khổng lồ, cả bầu trời chuyển sang trong vắt, thẫm xanh màu ngọc bích. Phía xa trăng đã hiện lên, lấp lánh vài ngôi sao hôm bên cạnh. Chúng tôi vẫn ngồi đó ngắm mây từ hai hướng với không gian thinh lặng ở giữa. Chút nữa thôi cả tôi và Trình sẽ phải mò mẫm xuống những bậc dốc rêu phong mở tối. Tôi leo xuống trước, những bậc đá ngấm xương trơn trợt hơn, Trình theo sau bỗng có tiếng khóc rền rĩ chợt vang lên. Tôi quay lại, thằng bé bên bờ ruộng hồi chiều không hiểu sao đang chấp chới trên mỏm đá xiên mà bên dưới là vực sâu. Chắc ghi chặt đã lâu, cả người nó đang tụt dần xuống. Bất ngờ bóng trình lao ra cùng tiếng hét, an. Một chân vẫn giữ phía trong, một chân trình phóng ra, cắm thẳng xuống khe đá, trồm tới ôm thằng bé. Cả hai ngã đổ ngược vào phía trong. Tôi run lẩy bẩy leo ngược lên mà cả người cứ vấp tụt mấy lần khi leo được tới một chân trình vẫn kẹt lại trong khe đá sắc nhọn không rút ra được tôi nghe thấy mùi máu mặt tái mét vẫn đang siết chặt thằng bé trình nấc nghẹn con em mất rồi anh qua đáy mắt ngập nước những câu kể ngắt quãng của trình tôi lờ mờ hình dung ra hình ảnh cái đêm kinh hoàng ấy cú lách xe qua xe tải với chân trống chưa gạt đẩy bật cả xe lẫn bé an con trình văng thẳng ra con lươn đại lộ trình bổ nhào theo nhưng không kịp một tay ôm chặt con đầy máu, một tay điều khiển xe máy chạy thẳng đến cấp cứu. Trình không biết bé An đã ngừng thở lúc nào. Thằng bé mông chắc còn sợ cứ rúi đầu vào cổ Trình, tay bấu chặt lấy vai người lạ. Trình nằm đó tựa lưng vào vách đá, hai tay vòng ôm thằng nhỏ không rời. Dưới ánh trăng sáng, lần đầu tiên trong chuyến đi tôi thấy lớp xương trên mặt Trình thoáng giãn ra, có chút ánh sáng như vừa le lói. Bên trong tôi bỗng ngập lên cảm xúc khát khao chút ánh sáng ấy sẽ rực lên trên khuôn mặt trình, trên cả những khuôn mặt tôi quen, để từng lớp xương kia sẽ tan ra thành khói. Tiếp theo chương trình đọc truyện ngày hôm nay, anh Khôi xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn nắng ấm sân trường của tác giả Hoàng Khánh Duy mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe đã có lúc mai ngỡ mình chọn sai nghề nếu không có đám học trò tinh nghịch mà vô cùng chân chất dễ thương có lẽ mai đã nghỉ việc để về quê với mẹ hoặc đi đâu đó thật xa để ngắm vẻ đẹp của quê hương đất nước để bù đắp lại những ngày sớm đi chiều về tối thức khuya soạn những trang giáo án nhiều lúc mai kiệt sức bao nhiêu năng lượng tan biến hết bao nhiêu giấc mơ đẹp đẽ thời trẻ đã vỡ vụn bởi sức ép của cơm áo gạo tiền không biết tâm sự cùng ai đêm mai nằm trong khu tập thể dành cho giáo viên sau trường mà khóc thút thít như ngày nào bị mẹ đánh đòn vì lén mẹ xuống sông nghịch nước đám học trò thấy cô giáo mai có vẻ buồn buồn nên pha trò kéo đến vuông sân trước khu tập thể hát hò có trái xoài trái ổi cũng mang đến thò tay qua khung cửa sắt đặt lên bàn làm việc của mai đi dậy về thấy trái xoài chín bói trái ổi thơm lựng nằm yên vị dưới vệt nắng dọi vào từ cửa sổ mai cười khoảnh khắc đó mai thấy lòng ngập tràn hạnh phúc nghề giáo khó khăn trăm bề cũng may còn có đám học trò với những tình cảm chân thành vô giá chắc mình không trụ nổi với nghề được nữa hiền à mai nói vậy khi ngồi tâm sự với hiền một đồng nghiệp tốt bụng ở ngoài sân trường sau giờ dậy ngoài sân nắng ấm hiền vuốt mái tóc sang một bên vai bao giờ hiền cũng dịu dàng và nữ tính như thế hiền nhìn sâu vào mắt mai ở hiền luôn tỏa ra một nguồn năng lượng mới dù cuộc sống hiền cũng không hề dễ dàng hiền từ tốn nói nghề đã chọn mình mai muốn bỏ nghề cũng khó lắm Điều chúng mình tự hào nhất khi đi dạy học chính là sự cao quý của nghề và ước mơ của đám học trò cần người nuôi dưỡng. Mai im lặng, gió lùa qua làm rụng rơi vài chiếc lá khô vàng. Lòng mai đầy bão động, mùa thu đi qua, mùa đông chậm chậm đến. Cái lạnh đã bắt đầu bao phủ không gian, lạnh vào lòng mai. Mẹ nói, nếu không sống nổi bằng nghề gõ đầu trẻ thì về mẹ nuôi. Có gì ăn nấy, về quê dạy học cũng được. Ở quê, mức sống thấp, phù hợp với lương giáo viên. Trường làng cũng đang tuyển dụng. Mai đang suy nghĩ về điều đó. Về quê cũng được, nếu biết bằng lòng sẽ sống tốt. Nhưng đám học trò thành phố thì sao? Chúng nó rất mến Mai. Hôm nghe Hiền nói việc Mai sắp sửa về quê, chúng kéo đến dãy tập thể ngồi trước cửa phòng Mai khóc rưng rức như mấy đứa con nít. Mai cũng sụt sùi. Chúng năn nỉ Mai đừng về quê mà hãy ở lại thành phố. Chúng cần Mai. Chúng thích nghe Mai đọc thơ. Nghe Mai giảng giải những bài học khó. Những tình cảm đó, suốt đời Mai không thể nào quên được. Tốt nghiệp đại học sư phạm, cầm tấm bằng loại xuất sắc trên tay. Vất vả lắm Mai mới xin được vào ngôi trường cấp 2 ở một thị trấn nhỏ ngoài rìa thành phố. Giáo viên hợp đồng lương chỉ hơn 2 triệu một tháng mai đã phải tăn tiện rất nhiều mới có thể trụ nổi trong khoảng thời gian vừa mới đi dạy mỗi ngày khi về đến nhà mai thấy trong người mệt lử nằm nghĩ chưa được bao lâu đã vội vã chạy con xe cũ lọc cọc đi dạy thêm tại nhà cho học sinh đủ các cấp miễn đúng với chuyên môn của mai lương gia sư cũng không được bao nhiêu sau thời gian cống hiến và hoàn thành tốt trách nhiệm của một giáo viên hợp đồng mai may mắn được thầy hiệu trưởng nhận vào làm cơ hữu của trường lòng mai rộn ràng bao khát vọng phập phồng trong tim mai được trường cấp cho căn phòng nhỏ trong khu tập thể phía sau trường sau khu tập thể là vườn hoa vườn rau học sinh trồng trọt và chăm sóc ngoài giờ học căn phòng nhỏ nhưng mai sống được đỡ phải tốn tiền trọ mỗi tháng lại trong khuôn viên trường và gần gũi hơn với đám học trò ngô nghê đêm đêm trong căn phòng lóe ra một việt sáng choang Hiền đi ngang qua, biết Mai vẫn còn thức soạn giáo án. Hiền gõ cửa, ghé vào tâm sự, cố dành dụ, chắt chiêu, nghề giáo cũng không bạc bẽo như người ta vẫn nghĩ đâu Mai. Nghe Hiền động viên, Mai muốn bật khóc, nhưng Mai là người mạnh mẽ, không dễ gì bộc lộ những cảm xúc tiêu cực ra bên ngoài, trừ phi quá sức chịu đựng. Mai thì thào, mình cũng cố gắng lắm chứ, mẹ mình nói chỉ cần mình sống tốt không cần phải gửi tiền về cho mẹ lương giáo viên có bao nhiêu nhưng mình cũng dáng lo lắng cho mẹ trong khả năng mẹ đã cho mình tất cả rồi còn gì lặng đi hồi lâu hiền bất chợt hỏi mai ngày xưa vì cớ gì mà mai chọn nghề giáo không trần trừ mai đáp ngay vì mình thích được đi dạy thích mỗi sáng mặc áo dài lên lớp thích được kể cho học sinh bao điều hay lẽ phải, thích được học sinh chúc tụng, hát những bài hát ngợi ca nghề mình nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Mai kể về khát vọng thời xa ấy của mình bằng niềm say mê, hạnh phúc. Bây giờ, Mai có còn thích những điều đó nữa hay không? Nụ cười đã phai nhẹ trên khuôn mặt của Mai. Mai nhìn ra xa xôi, ngoài ô cửa, trên mái tôn, cành xoài cát theo gió cọ vào giàn giạt mùa này xoài nở hoa thơm nức trong đêm sương giờ thì vẫn còn hiền à nhưng nỗi lo cơm áo cứ lấn át mãi đôi khi mình nghĩ giá mà ngày xưa mình chọn ngành khác nghề khác có lẽ cuộc sống mình đỡ vất vả và mẹ mình cũng sung sướng hơn nhiều hiền đặt quyển cây cam ngọt của tôi lên kệ sách vẫn giữ trang sách mai gấp lại vì đọc giang dở từ tốn nói nghề nào cũng có cái khổ riêng của nghề đó thôi mai hãy tự tin vì mình đang làm kỹ sư tâm hồn mình làm một công việc vô cùng ý nghĩa hãy lấy sự trưởng thành của học trò làm niềm vui sống của chính mình hiền trở về phòng mai một mình với bộn bề suy nghĩ hiền nói không sai có nghề nào cao quý hơn nghề giáo xưa mẹ cũng khuyên mai nên đi con đường sư phạm bởi nó còn giáo dục mỗi người cách để làm người lương thiện tích cực và trí thức lần nào nghe mai than vãn đồng lương ít ỏi, cuộc sống vất vả, lo toan. Mẹ cũng buồn giàu và thở dài. Mẹ tự trách mình, giá ngày xưa mẹ ngăn con, đừng để con đi theo nghề giáo, có lẽ con đã đỡ khổ tâm. Mai ôm mẹ vào lòng, Mai không trách ai cả, chính mình Mai cũng không trách. Mai chỉ thấy chưa thực sự hài lòng với cuộc sống của mình. Mai có đòi hỏi quá chăng? thầy hiệu trưởng gọi mai vào phòng làm việc uống tách trà thơm loại trà thái nguyên đồng nghiệp mua về tặng thầy nhân chuyến đi du lịch hồi cuối hè thầy chậm rãi nói đừng vì bất kỳ điều gì mà đánh mất ngọn lửa trong tim mai nhé em là một cô giáo giỏi về chuyên môn tâm huyết và đầy nỗ lực thầy tin em sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt để đi với nghề giáo một con đường thật dài vì nếu ai cũng ngại khó ngại khổ ngại đồng lương thấp làm sao có được những người thầy đầy thâm niên được bao thế hệ học trò kính trọng yêu mến tri ân như cô chi thầy trưởng thầy nghề mai nhìn sâu vào mắt thầy ánh mắt ấy thật nhân từ và ấm áp thầy tiếp lời thầy tin rằng cô giáo mai sẽ còn tiến xa hơn nữa sẽ vững tâm dìu dắt các thế hệ học trò đến bến bờ tri thức bước ra khỏi phòng làm việc của thầy Mai thấy sân trường đầy nắng ấm. Có một nguồn năng lượng nào từ thầy hiệu trưởng vừa được truyền vào Mai để Mai thấy rằng học trò cần mình, nghề cần mình. Mình cần phải cháy hết mình hơn với sự nghiệp chồng người luôn được xem là cao quý nhất trong số những nghề cao quý. Tìm Mai như con nắng. Tiếng học trò vang vọng bên tai. Tự dưng khiến Mai muốn bước lên bục giảng ngay và giảng cho kiệt cùng những bài học về lẽ sống mà Mai ấp ủ trong lòng hiền ơi mai hiểu ra rồi chúng mình cần cháy hết mình với nghề sống với nghề một cách tử tế thì nghề sẽ chẳng bao giờ phụ mình phải không hiền mai nói vậy mắt mai lấp lánh bỗng hiền nhận thấy có cái gì tươi mới trong cô bạn đồng nghiệp mà hiền luôn trân trọng yêu quý nghề giáo là nghề lặng thầm mà cao quý cứ tin rằng mình sẽ tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời thì mình sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn, gian nan, để đi với nghề một con đường thật dài. Mai sẽ lấy ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng, tiếng đọc bài lạnh lót, nụ cười trong veo của đám học trò làm niềm vui, làm nguồn động lực để Mai bước qua bao trông tranh của cuộc đời. Mai thấy mình thật sự may mắn khi được sống trong tình yêu thương của biết bao cô cậu học trò, trong một môi trường giáo dục mà ở đó những người đồng nghiệp của mai luôn yêu thương trân trọng và giúp đỡ mai ở đó không hề có những ganh ghét đố kỵ hôm ấy mai đã giảng cho học trò những bài học về lối sống tích cực đầy năng lượng về một trái tim yêu thương và khoan dung tất cả được gợi ra từ những lời văn vần thơ đẹp đẽ và sâu sắc tiếng trống trường vang dội tiết học kết thúc nhưng mai vẫn đang sống trong cảm xúc hân hoan háo hức và đầy lửa đam mê của giờ đứng lớp mai bước ra sân trường lá vàng rơi sân trường đầy nắng ấm mai bước ra cổng trường cánh mở cánh khép tà áo dài bay phấp phới theo cánh gió mai thấy cuộc đời mình ý nghĩa biết bao nhiêu một ngày nào đó nếu phố thị không còn những người bán hàng rong không còn những tiếng giao quen thuộc đông đầy kỷ niệm thuở ấu thơ chắc chắn chúng ta sẽ thấy trống vắng trong lòng đó chính là những kỷ niệm thân thương những khoảng bình yên lắng lại trong tâm hồn của mỗi người để ta cảm nhận về những gì diễn ra trong cuộc sống thường nhật các bạn thân mến Chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý vị truyện ngắn tiếng giao của tác giả Hồ Thủy Giang. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ông già bán tỏi đứng tần ngần, đắn đo một lúc khá lâu ở đầu dãy phố có những tòa nhà cao vọi tưởng như muốn chọc thùng cả trời xanh. Với kẻ cả đời chỉ chung sống với rừng núi âm u, ông không tránh khỏi sự bỡ ngỡ trước cảnh phồn hoa của thị thành. Nhưng rồi cuối cùng, cái đói sủi sùng sục trong dạ dày đã làm ông thắng sự ngần ngại. Ông quyết định bước vào dãy phố gánh tỏi đẻ trên đôi vai xương sầu nhưng ông không hề cảm thấy sự nặng nhọc. Vì đó là toàn bộ tài sản mà gia đình ông phải lao động cật lực gần nửa năm trời mới có được. Đúng là vậy. Biết bao công lao cày sới, gieo trồng, chăm bón, thu hái cùng sự lo lắng đến thắt lòng trước những trái gió trở trời của thiên tai giờ đây mới được trả công bằng những gánh tỏi nặng trên vai ông bây giờ gia đình ông quyết định chọn cây tỏi để gieo trồng là vì ông nghe nói tỏi có rất nhiều tác dụng làm gia vị cho bữa ăn trong mỗi gia đình đã đành ngoài ra nó còn là một vị thuốc quý có thể làm sạch mỡ gan mang lại sức khỏe cho con người ở cái thời cuộc sống vật chất đang bắt đầu dư giả dạ này đấy là chưa kể đến chuyện người ta thường dùng tỏi để yểm bùa mỗi khi mang trẻ con đi xa hoặc có việc phải ra bãi tha ma nghĩa địa có vài củ tỏi đút trong túi là chả còn lo bị tà ma bắt nạt và nhập vào người. Công dụng là vậy, nhưng ở thôn quê lại chẳng ai dám bỏ tiền ra để mua tỏi. Có lẽ người nghèo thường không mấy khi lo xa, chẳng bao giờ chịu đưa tiền để làm những chuyện mà họ chưa mục sở thị. Nói theo kiểu cổ là chưa thấy quan tài chưa rơi nước mắt. Vậy là chỉ có thể trông cậy vào người thành phố giàu sang biết coi trọng sức khỏe và sự an toàn của bản thân mình. Nghĩ thế, ông già mới thuyết phục vợ và các con cho ông gánh tỏi xuống thành phố để tiếp thị và tiêu thụ. Mấy từ tiếp thị và tiêu thụ là ông học được ở những chương trình quảng cáo phát ra từ cái tivi đen trắng của nhà hàng xóm. Thời buổi này, dù sống ở vùng núi xa xôi như ông thì cũng phải học dần cách nói và cách làm của nền kinh tế thị trường nếu không thì biết bao giờ mới có thể xóa đói giảm nghèo thế là gánh vã hơn nửa ngày trời ông mới đến cái thành phố hoa lệ này tỏi đê ai mua tỏi đê tiếng dao yếu ớt của ông rơi tõm vào không gian ngập tràn xi măng cốt thép tỏi đê ai mua tỏi đê sau khi hít một hơi đầy lồng ngực tiếng dao của ông già đã có vẻ tự tin hơn không ai gọi mua dãy phố vẫn im phăng phắc. Tiếng dao của ông vẫn mất hút trong khoảng không vắng lặng. Ông già ngơ ngẩn ngước nhìn những mái nhà xanh đỏ, cao vút, cửa đóng im ỉm và chợt ngộ ra rằng thành phố rất khác với quê ông. Người thành phố chỉ thích chú ngụ ở trong nhà chứ không hay ló mặt ra ngoài cửa. Thế thì những tiếng dao yếu ớt của một kẻ đang sắp là đi vì đói của ông chắc chắn là mất tâm rồi nhìn trước ngó sau một lúc ông phát hiện ra trước cửa mỗi ngôi nhà đều có một cái núm chuông à ông nhớ ra rồi có vài lần xem phim trên tv thấy mỗi khi muốn gặp nhau người thành phố phải bấm vào cái nút kia thế là sau vài phút hạ quyết tâm ông tiến đến đưa mấy ngón tay gầy guộc run rẩy ấn vào cái nút tròn tròn trông như một ảo vật gắn trên tường lúc lâu sau một cậu bé chừng 10 tuổi mở cánh cửa kính bóng loáng, ló mặt ra ngoài. Mua tỏi đi cậu, ông già đưa túm tỏi ngang mặt, hồ hởi tiếp thị mặt hàng. Cậu bé nhìn túm tỏi, hầm hầm nổi giận. Tỏi là cái quái gì? Mất cả thì giờ. Giải cứu The Flo đang vào đoạn phê nhất. Cậu ơi, tỏi là một gia vị quý, ngoài ra nó còn có nhiều công dụng như biến, cánh cửa đóng sập lại. Trước mặt ông chỉ còn một bức tường kính lạnh rợn người. Ông buông thõng cánh tay. Nhưng mà không sao cả. Một đứa trẻ thì làm sao hiểu nổi những công dụng tuyệt vời của tỏi. Ông già sốc lại quang gánh. Lê bước. Ông bấm chuông một nhà khác. Một bà tuổi nhuôm nhuôm. Tòng ten kết tạp dề to tổ bố trước ngực. Ông mừng quý. Vậy là người chuyên nội trợ rồi. Ông hỏi ai? Bà nội trợ soi mói nhìn ông già, hỏi: "Không, tôi không hỏi ai. Tôi là người bán tỏi. Chắc bà cần mua tỏi chứ ạ?" À? Bà nội trợ nhìn gánh tỏi đầy ắp. "À, tỏi. Tất nhiên là cần, nhưng tôi mua rồi. Bà có thể mua thêm mà." tỏi của tôi chất lượng tốt. Bà nội trợ bĩu môi. Tỏi nào chả là tỏi. Tỏi của ông rát vàng chắc. Thứ ấy rẻ như bèo. Mua tích chữ thì để thối ra à. Thôi ông đi đi cho tôi đóng cửa. Tất nhiên không thể nán lại thêm được nữa. Cho dù ông cũng từng hiểu bán hàng rong là cái nghề phải chai mặt. Lần thứ ba, ông lại kiên trì bấm chuông. Một người đàn ông to béo bụng phình như đeo thêm một cái trống lù lù xuất hiện trước mặt ông già. Hóa ra Thượng Đế đã có một phút xuất thần nghệ thuật khi vô tình hay cố ý tạo ra một sự đối phản. Ngoạn mục giữa cái bụng lép kẹp của ông bán tỏi với cái bụng vĩ đại của ông chủ nhà. Lời chào hàng của cái bụng lép vẻ như đã mệt lả. Tỏi, mua tỏi, mua tỏi. Cái bụng vĩ đại lử mắt. Cái gì? Ông nói cái gì? Tôi nói, tỏi, ông có mua tỏi. Thấy sự khinh khỉnh của cái bụng vĩ đại, cái bụng lép kẹp vẫn nhẫn nại tiếp thị. Ngoài việc dùng làm gia vị, tỏi còn có tác dụng giảm béo. Người như ông, ông già mới chỉ được nghe lõm bõm trên chương trình quảng cáo ở màn hình mà xem chừng cũng ra dáng một nhân viên tiếp thị chính hiệu của thời A Còng. Ừ cũng không có gì lạ thời buổi kinh tế thị trường không biết cách hòa nhập thì sao có thể thoát nghèo quả là mấy lời chào hàng mang đầy tính thời đại của người bán tỏi đã có tác dụng với cái bụng vĩ đại thật sao có làm bụng bé đi được không được được chứ tivi vẫn nói mà cái bụng vĩ đại ngó vào trong nhà lớn giọng vợ ơi ra mua tỏi người ta mang cả một gánh đến nhà đây này. Một người đàn bà đại các bước ra, liếc xéo cặp mắt và thúng tỏi. Bà kêu ré lên như giọng phường trèo. Chồng ơi, đứng trên mặt bảo vệ sức khỏe, em đồng ý với mình là tỏi có thể làm giảm béo, giảm tê rôn và thon bụng nhưng mà là tỏi tía lý sơn, giá những năm nghìn một củ cơ. Cái ngữ tỏi nhà quê này thì làm sao mà tin được. Thôi, mình gắng chịu để sang năm em đi du lịch Lý Sơn sẽ mua về cho mình cả một ba lô tỏi. Đến thế thì ắt lại phải đi thôi. Người bán tỏi đồng quê thở dài đánh thượt, đặt đòn gánh lên vai. Kế đến một ngôi nhà cao chót vót, ông già vừa định đưa tay ấn chuông thì vừa lúc một phụ nữ mặt hoa dao phấn mở cửa bước ra. Nhìn thấy ông già và gánh tỏi có vẻ vướng chân, bà la lên như cháy nhà. Gì thế này? Xe ra, xe ra. Sao lại cản đường người ta thế kia? Một cậu thanh niên dắt chiếc xe máy đắt tiền ra cửa, toàn nổ máy thì người phụ nữ giật giọng. Này, nghe mẹ dặn đã, nhớ là phải bảo họ đưa tên tuổi nhà mình lên truyền hình đấy, làm từ thiện giúp người nghèo ở vùng sâu, vùng xa từ 500.000 trở lên là được họ bắn chữ lên chương trình thời sự tên mẹ là Nguyễn Thị Sao Xuyến. Nhớ chưa? Cậu thanh niên cao có. Mẹ buồn cười. Tên mẹ mà con không biết sao? Biết. Biết. Nhưng vẫn phải dặn cho rõ. Bà dằn giọng. Nói rồi người phụ nữ lại thoát biến mình sau cánh cửa gỗ trơn lì. Gánh tỏi trên vai ông già thêm chịu nặng. Con đường trước mặt ông dường như dài như vô định, vô phương hướng ông dò dẫm từng bước hững hụt như đi trên mây. Nhưng có vẻ vận may đang đến. Kia rồi, một thiếu phụ ấm con ngồi trên cái ghế nhỏ ngoài hiên, trông dáng vẻ rất hiền từ, phúc hậu. Ông già cố xua đi cơn đói, bước vội đến bên người thiếu phụ, cố phát âm thật chuẩn. Cô ơi, tỏi cần cho cháu bé lắm đấy, mua một ít đi. Vậy hả ông? cháu không hiểu những tác dụng của nó ông già bán tỏi díu lưỡi vội nói liền một mạch những lúc mang cháu bé đi xa hoặc ra thăm mộ ở nghĩa trang có vài củ tỏi đem theo người thì không lo cháu bé bị ma trêu quỷ ám cô ạ à. thiếu phụ mừng rỡ thế hả ông hay quá sắp tới cháu phải mang con về quê bái mộ ông bà nội cụ bán cho cháu mấy túm Ông già đỏ bừng mặt vì sung sướng. Niềm sung sướng không chỉ là chuyện bán được vài củ tỏi mà nó có thể ví như một tác giả được in bài thơ đầu tiên trên báo. Niềm vui ấy mênh mang, lan tỏa, nó xôn xao, hãnh diện, nó thiêng liêng, thần thánh. Nó. Vâng, bởi nó là mồ hôi nước mắt của một kiếp lận đận gieo trồng. Sau mấy lời cảm ơn người thiếu phụ trẻ ông già đưa gánh tỏi lên vai. Ông bước đi, cố kìm nén mấy giọt nước mắt chỉ trực tuôn trào. Thì ra ở thành phố không phải ai cũng rừng rưng, không tin người nhà quê. Ông nở một nụ cười mãn nguyện. Xin chúc cho hai mẹ con đi thăm mộ ông bà nội được an toàn, suôn sẻ. Hãy cứ tin rằng ma quỷ nhận ra mùi tỏi cũng phải động lòng, không nỡ hãm hại. Vì tỏi mang hương vị nồng nàn của nước mắt những người lao khổ. Chục nghìn tiền bán tỏi cầm trên tay không đủ làm cho ông già bớt đi gánh nặng nhưng lại có thể nâng bước chân Liêu Siêu chừng như đang muốn khuỵu ngã trên đường. Người bán tỏi thanh thản bước, trên môi nở một nụ cười khô héo. tiếp theo chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn ông nội nấm và trung thu của tác giả y nguyên năm nay bé nấm lên năm lần đầu có cháu lại là cháu gái nên ông nội cưng hết biết còn hỏi nhà ông bà nội sinh ra toàn con trai bốn thằng ôn chớ ít ỏi gì nghịch phá như giặc có người hỏi nhà khổ sao sinh chi nhiều dữ bà nội cười như mếu, thì ông thèm đứa con gái. Hai thằng rồi còn biểu dáng. Dáng. May, ông còn biết sợ, chớ còn dáng nữa chắc lọt thêm. Thằng thứ năm cho đủ bộ ngũ quỷ. Không ngũ quỷ cũng là tứ quỷ. Biết ơn cái độ phá phách mẹ nheo. Vậy nên khi thằng chí con trai cả lấy vợ có bầu, ông bà nội cứ van ngày vái đêm cho nó sinh. Con gái, chí nghe chuyện, đổ quạo, Trời đất, bà má hết chuyện vái na. Tôi con cả, đang mong thằng Đích Tôn nối dõi tông đường ba má lại. Ông nội cười khì. Kệ, Đích Tôn Đích tiếc tính sau. Nhà bốn đứa trai sầm sầm lo gì không ra nổi thằng Đích Tôn. Giờ bây lọt trước ra kia bẽm bố mẹ cưng cho đỡ thèm cái đã. Nuôi bốn thằng ôn bây gần hết kiếp, ớn con trai quá rồi. Tưởng ông bà vái, cho vui. Ai ngờ xong 9 tháng 10 ngày vợ thằng Chí đẻ con gái thiệt. Mừng thôi là mừng, không riêng ông bà nội, mấy chú cũng mừng. Còn hỏi, nhà lâu nay gái chỉ vẹn vẹn mình bà nội, còn toàn mùi đàn ông. Dương Thịnh âm suy, không ít lần ông nội buồn bực phán. Suy là cái chắc, riêng mấy vụ vá may bếp núc củi lửa mình bà nội lãnh đủ đã vậy rảnh rỗi muốn tìm đứa con cháu gái tâm sự chút chuyện phụ nữ riêng tư cũng bó tay. Thôi vậy coi như trời có mắt, cuối đời còn niềm an ủi là bé nấm ra đời cho cân bằng sinh thái trong nhà. Thằng Chí ban đầu có hơi cự nữ, nhưng sau đó thấy cả nhà vui nó cũng đổi ý. Vui lây, mà sao không vui được khi bé nấm là... Bé nấm, nghĩa là rất dễ thương lý lắc hồn nhiên khiến ông bà nội mà nhất là ông nội mê tít thò lò nhà ba má nấm cất riêng, nhưng chung vườn chung ngõ với nhà nội nên nấm ở nhà nội nhiều hơn nhà nấm. Bố mẹ nấm đi làm suốt ngày. Ấy là một lẽ nhưng cái chính qua nhà nội nấm được cưng chiều hết cỡ thợ mộc. Bà lo ăn uống, ỉa đái tắm rửa. Mấy chú đi học về thỉnh thoảng mua quà, dành còn cõng đi chơi. Còn ông nội, thôi khỏi bàn, đi làm vắng bóng thì thôi ló về nhà là nấm muốn leo lên đầu lên cổ gì cũng ra sức đáp ứng cho cô cháu quý hết bò làm ngựa nhong nhong cho nấm cưỡi lại kiệu cháu lên vai sang hàng xóm dạo mát bà thương nhưng nấm nghịch hư vẫn bị bà đét đít ông nội thì khỏi nhé nấm làm gì cũng đúng chỉ có ông nội sai thôi không những vậy người nhà kể cả bố mẹ nấm muốn la mắng hoặc đét đít nấm thành công phải chờ khi không có ông nội có ông thì khỏi nấm sẽ lập tức chạy nhào vào lòng cho ông bảo kê đố ai còn đụng được tới nấm chả trách nấm không ưng việc theo cha mẹ hay bà bằng theo ông nội trước nhà có hàng tre mỡ tốt um soi bóng xuống con suối nhỏ ngày rảnh việc ông lại hì hục vác dựa đốn tre trẻ trẻ vót vót làm cho nấm đủ thứ đồ chơi độc lạ khối đứa trẻ phải mơ ước xe đẩy ghế con diều giấy vài con vật di chuyển được hoặc thậm chí phát ra tiếng kêu mẫn cán hơn ông nội còn nghĩ luôn ra chuyện đóng ghép cái bè che con cho nấm ngồi lên trên cột dây kéo dọc theo suối những trưa hè nắng nóng thích ơi là thích nấm cứ ngồi trên bè nhún nhảy hò reo mặc cho ông cởi chân lội suối vừa thở vừa kéo bà nội cằn nhằn lo nấm ngã xuống nước yên tâm ông nội cười ngoác có nội kể bên, bất chắc nội sẽ cứu hộ ngay. Lo gì? Vậy nhưng, thích thú nhất trong số đồ chơi ông làm cho nấm vẫn là mấy cái lồng đèn trung thu. Nguyên một dãy lồng đèn ông hỉ hụi chế tác từ mùa trung thu năm ngoái. Phải rồi, năm ngoái đại dịch Covid, ông nội trốn dịch, ở nhà nguyên năm. Vậy nên có thời gian cho bé nấm tha hồ vòi vĩnh mẻ nheo. Mùa trung thu ông chặt che trẻ nhỏ, suốt ngày ngồi chuốt vót cột ra mớ khung lồng đèn đủ kiểu xong mua giấy kính về hì hụi cắt dán từ ông sao củ ấu đến tàu bay cá chép lung linh đủ sắc làm xong ông đem treo lủng lẳng thành hàng đung đưa trong phòng ngủ bé nấm ban đêm bật sáng các bóng điện chạy pin gắn bên trong lồng đèn phòng bé nấm lập tức biến thành căn phòng cổ tích vàng xanh đỏ tím xoay đưa khiến bé nấm thích trí đến mức Quên cả ngủ. Mẹ nấm phải dọa, nếu không ngủ sẽ. Tháo lồng đèn đem trả ông nội nấm mới chịu nhắm mắt nằm yên. Suốt mùa trung thu, ngày nào nấm cũng mong cho trời mau tối để lại được ngắm dàn lồng đèn rực rỡ, lung linh. Covid chấm dứt. Cả nhà mừng. Riêng mỗi bé nấm là... buồn xỉu. Nỗi buồn có căn nguyên từ việc ông nội không thể tiếp tục ở nhà trời với nấm nội làm thợ xây, bình thường vác bay theo suốt các công trình. Bà nội lo việc nhà không lương, các chú đi học. Mình ông nội lao động chính, không đi làm tiền đâu. Một năm trốn dịch ở nhà đã khó khăn lắm lắm, năm nay phải gồng lưng làm bù, nội nói. Đi làm xa, tận đâu trong Sài Gòn, Bình Dương, nghe nói có lúc còn ra đảo, gì đó. Toàn những cái tên lạ hơ lạ hoắc đố nấm biết mà biết làm chi ông làm đâu cũng vậy thôi với nấm cái nấm biết rõ nhất chính là ông nội vắng nhà biền biệt bỏ nấm chơi lùi thủi một mình từ sáng đến tối ba mẹ cũng đi làm mấy chú đi học nhà còn mỗi bà nội nhưng bà lo ăn uống tắm rửa cho nấm xong cũng sẽ loay hoay suốt với đống việc nhà làm mệt nên nấm nghịch ngợm mẻ nheo sẽ bị bà quát chẳng bù cho ông nội lúc nào cũng dịu dàng Hôm kia ở nhà buồn, nấm dở trứng nghịch ngợm trèo lên bàn khách. Tí toái thế nào làm rơi vỡ mất cái lọ cắm hoa. Mẹ về nghe chuyện nổi điên, phát cho nấm hai phát vào mông, cháy đít. Nhiều đó khiến nấm khóc nhẹ nhẹ cả buổi tối. Mẹ dỗ không im. Vậy nhưng nấm khóc vì đau thì ít, mà khóc vì. Giận ông nội thì nhiều. Sao ông nội đi làm miết, bỏ nấm làm gì? Giá có ông ở nhà như mọi khi, nấm sẽ chạy nhào vào lòng ông mà trốn. Đừng hòng mẹ đánh được nấm. Quay đi ngoảnh lại, mùa trung thu lại sắp đến. Mà, trung thu gì nữa? Ông nội bảo trung thu năm nay ông nội theo công trình làm luôn, tới Tết mới về. Ước muốn khóc. Nấm biết được nhờ cách vài đêm mẹ lại gọi điện video cho ông cháu nói chuyện. Giò mặt ông nội trên màn hình gầy tọp hốc hác, dâu dìa tua tủa thấy thương. Nội ơi, nội có khỏe không? Hôm nay ông nội ăn gì? Ăn cơm được mấy chén và vân vân. Mấy câu thăm hỏi ban đầu nấm biết nhờ mẹ mớm. Vậy nhưng khi cuộc thoại đi xa hơn thì nấm phải tự biên tự diễn. Chẳng hạn, "Nội ơi, bữa giờ đi làm nội có ngoan không? Có đánh rơi, làm vỡ cái gì không? Tối đi ngủ nội có nhớ đánh răng không?" Chả là nấm mới được mẹ dạy cho vụ buổi tối đánh răng. Nội nghe, cười tít mắt, "Ừ ừ." ông nội ngoan không rơi vỡ cái gì tối có đánh răng nấm nhé và vân vân còn nấm yêu của nội bữa giờ sao nè. chỉ chờ vậy nấm ta lập tức liến láu khai ra tuốt tuột nào là con ở nhà ăn ngoan ngủ ngoan tối còn biết đánh răng ngoan chỉ hôm kia con có đụng nhẹ cái lọ hoa trên bàn là nó tự lăn tự rơi vỡ phải con đập đâu vậy mà bà với mẹ bảo con đập bảo con không ngoan mẹ còn đánh con đau quá. Hu hu, ái ra, thương bé nấm của nội dữ. Thôi, đợi đấy, khi nào nội về nội sẽ ăn thịt mẹ vì cái tội dám đánh đau nấm cưng của nội nha. Vâng, nội nhớ nha. À mà nội ơi, trung thu này nội có về không? Mẹ bảo sắp tới trung thu, mà lồng đèn nội làm cho con cũng cũ hết rồi. Tự nhiên ông nội im lặng mắt chớp chớp, hết chớp nội lại, đưa tay quẹt mắt. Chừng ấy đủ để nấm hiểu, muốn khóc quá nhưng nấm cố kìm. Nấm nhớ lời nội dạy, khóc nhẹ là không ngoan. Bé nấm nghe nè, năm nay nội việc nhiều nên trung thu không về được. Nội sẽ gửi tiền để ba mua lồng đèn, mua bánh trung thu cho nấm. Nội muốn nấm cưng của nội chơi thiệt là vui trong ngày Tết Trung Thu nấm nhé. Không có ông nội, Trung Thu sao mà vui được. Bé nấm muốn gào lên như vậy, nhưng mẹ đã có mặt, kịp thời can thiệp. Mẹ giơ ngón tay lên mồi, suyệt suyệt khiến nấm tắt đài ngay cái ý định gào thét. Dạ, tụi con biết rồi bố. Trung thu của cháu cứ để tụi con lo. Thôi bố nghỉ sớm, mai còn đi làm. 13 tháng 8 âm lịch. Cơm chiều cả nhà đang ăn. Con kia dọn ra ngõ hực hực, xong tự nhiên im re, đuôi ngúc ngoắc có tiếng đẩy cổng. Bé nấm lanh chanh tụt khỏi ghế, bưng chén chạy ra sân giòm. Hốt nhiên bé nhảy cẫng, vứt chén cơm chạy ù ra ngõ. Vừa chạy bé vừa kêu, ông nội, ông nội. Chén rơi choang xuống sân, cơm đổ vung vãi. Bé nấm khựng một giây, lét mắt nhìn mẹ, rồi như sực nhớ ra. Bé quay lưng tiếp tục chạy, nhào luôn vào vòng tay ông nội đang giang ra hết cỡ xong nhé đố mẹ làm gì được nấm quàng tay ôm cổ nội nấm ngước nhìn vành trăng tháng tám đang từ từ nhô lên sau rặng tre rót ánh vàng biêng biếc xuống sân với nấm vậy là đã trung thu quá đủ quá đầy quý vị thính giả thân mến chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại cảm ơn quý vị đã lắng nghe đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh quý vị và các bạn nhé mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc xin chào và hẹn gặp lại